Sáng nay, đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng nhằm chuẩn bị cho hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN lần thứ 16, hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN cộng 3 lần thứ 7 và các hội nghị liên quan tại Việt Nam năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam chủ trì làm việc với đoàn. Theo kế hoạch Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN lần thứ 16, Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN cộng 3 lần thứ 7 và các hội nghị liên quan tại Việt Nam năm 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 9 năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các công tác tổ chức hội nghị tại địa phương như đảm bảo an ninh an toàn phòng chống cháy nổ, y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc y tế cho đại biểu tại các địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị, hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh, đón tiếp đại biểu, phối hợp tuyển dụng tập huấn cán bộ tháp tùng và tình nguyện viên phục vụ công tác tổ chức hội nghị, công tác xuất tiếng quảng bá, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê quang nam khẳng định thành phố đà nẵng đã có kinh nghiệm trong tổ chức nhiều sự kiện quốc tế vì vậy đối với sự kiện lần này cũng sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao phối hợp tốt với cơ quan chủ trì và các cơ quan liên quan đảm bảo chuỗi sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp